Trung tâm Asia hân hạnh giới thiệu một đài nhạc hội và thấu hình vĩ đại chưa từng có, Asia Video 41, chủ đề Mùa hè rực rỡ, hội ngộ Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, sẽ được tổ chức tại Long Beach Convention Center vào ngày thứ Bảy 16 tháng 8 năm 2003 với hai suất 1 giờ đến 5 giờ chiều và 7 giờ đến 11 giờ đêm. Asia Show vĩ đại vì lần đầu tiên số lượng diễn viên, ca nhạc sĩ tham dự chương trình vượt kỷ lục hơn hẳn bất kỳ một đại nhạc hội nào đã tổ chức tại hải ngoại từ trước đến nay. Asia Show vĩ đại vì lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam trên các tiểu bang toàn Hoa Kỳ và các nước trên thế giới cùng về tham dự đại hội và trình diễn. Đây là cơ hội duy nhất khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các thiếu nữ Việt Nam đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Asia Show mùa hè rực rỡ còn là đại nhạc hội yểm trợ cho đại hội toàn quân 2003. Vé đã có bán, mọi chi tiết xin liên lạc 714-775-8264, 714-775-8264. CD Nhớ Em Chiều Nay, The Best of Sĩ Đan và Vũ Tuấn Đức. Sĩ Đan nổi tiếng với dòng nhạc trẻ sôi tràn, Vũ Tuấn Đức nổi tiếng với dòng nhạc tình lãng mạn. Sĩ Đan, Vũ Tuấn Đức, hai nhạc sĩ lừng danh trong hai dòng nhạc khác nhau, nay cùng viết, cùng hát, cùng thực hiện CD này. CD thật đặc sắc, xứng đáng với tên tuổi của nhạc sĩ và xứng đáng với tựa đề The Most Romantic Songs of the Year. CD chúc mừng nghe đã bước lên đài danh vọng. CD The Last Promise, CD mới nhất của Asia 4, bằng giọng ca và tài năng sáng tạo, bằng sự diễn xuất và phối hợp độc đáo, nhóm bạn trẻ Asia 4 đã bước lên đài danh vọng khi được chấm giải nhất trong các nhóm nhạc trẻ Asia American. CD The Last Promise là minh chứng hùng hồn cho tài năng hiện nay của nhóm Asia 4. CD Trái Tim Ăn Năn, album solo đầu tiên của Thiên Kim cộng tác với trung tâm Asia, với những tác phẩm trọn lọc của Asia, hòa âm đặc sắc của Asia, tiếng hát chất ngất đam mê của Thiên Kim đã vươn cao hơn nữa. Đó chính là lý do CD Trái Tim Ăn Năn đã là CD bán chạy nhất. CD Thiên Đàn Đã Mất, trong thành công của Homo San, nam ca sĩ Gia Huy vừa thực hiện riêng cho mình một CD mới với sự cộng tác của Hà Vi, Thanh Trúc, Vina Uyển Huy, bao gồm 12 nhạc phẩm đã được Gia Huy trao chuốt bằng tất cả con tim và tài năng của mình, chắc chắn sẽ không phụ lòng khán giả một điều khắp nơi. Nếu bạn yêu nhạc trẻ, thích khiêu vũ,